Lời đầu tiên nhận thấy cho tôi đồng xin được đến tất cả các cô chú các anh chị và các bạn cùng một buổi tối hôm nay một lần chúc khỏe và lời chào tới chồng nhé. Bây giờ chúng ta chỗ tay lớn lên nữa cho tiếng sôi động lên đúng không ạ? Let's go nha. Let's go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.